Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của Dương Khải Gaming. Và Khải chúc anh em xem video vui vẻ. Và hiện tại giờ đã 1:30 sáng rồi anh em ạ. Nói chung là 1:30 sáng rồi. Anh dân thường này là một trong những người anh cũng khá là mua đồ Khải cũng khá là nhiều. Và ở video này thì anh có một ít số đồ đường môn. Sau khi nghe thông tin thì anh mua hết đồ của OLED nè. Anh mua hết đồ của OLED á. Xong rồi giờ thì anh dư được một ít đồ đường môn á. Thì sau khi anh em bàn tán và tìm hiểu thì Khải cũng có mua cho mua lại đồ của anh khoảng 5 món. Cái đầu tiên là Khải mua cái nỏ này. Đó, cái nỏ này Khải mua nhưng mà Khải không có làm clip nữa. Sẵn tiện ở video này thì Khải sẽ làm clip cho anh em xem luôn. Đó, với đầu tiên thì Khải mua cái đai lưng này 40 và thông pháp 14 nè. Rồi bao tay thông pháp 16, sinh lực 105. Rồi ngọc bội kháng lôi 15. Nói chung là kháng lôi không quan trọng, chủ yếu là sinh lực, lực khá là đẹp. Cái ngọc bội này anh bán Khải 2 kim. Rồi nón này anh bán Khải 1 kim. Đó, bao tay tay này thì vài trăm xu một kim gì đó. Nói chung là bán tóc tật luôn anh em, chứ không phải bán lẻ từng món. Đó, nói chung là tóc tật như chỗ đây thì anh bán Khải hết 7,5 kim. Đây, 7,5 kim thì Khải CD tính lại thì Khải cũng vừa túi tiền. 2 này, 4, 6 này, 7,5 kim này. Đó, đai lưng này, bao tay này, ngọc bội này. Đó, rồi. Nói chung thì lần này Khải sẽ có thay đổi một ít thay đổi này mà. Nói chung là Khải bỏ hoàn toàn không xài phòng thủ lý nữa. Và Khải sẽ ưu tiên hiệu ứng hơn nha anh em. Lần này Khải sẽ ưu tiên hiệu ứng với lại full dam lên một chút. Đó, cái nón nhìn cũng khá đẹp. Nón này OLED lúc trước xài này. Anh có OLED có bán cho anh mà anh không xài. Anh bán lại cho Khải thôi. Ngọc bội này cũng vậy. Đấy, ok. Nói chung là với cái cổng thức lên này nữa nè. Đó, cổng lên 45 nữa nè. Đó, Khải cũng mua của anh luôn. Tất tật Khải mua hết 5 món của anh luôn nha nè. Đó, của anh dân thường đó. Anh chơi đường môn thì anh em có xem clip thì chắc chắn rồi, anh vừa giao dịch với đồ của OLED đó thì anh dư ra khá là nhiều món đẹp đẹp, thì đồ Khải thì không được đẹp lắm nè, nên là Khải thấy ưng quá nên là Khải mua luôn. Mua hết 5 món này là gọi 7,5 kim với lại cái nọ nữa, dao động hết 5 món này gần 9 kim nè, gần 9 kim. Cái nọ này khoảng kim hơn thôi. Đó, anh bán rẻ Khải kim hơn gì đó Khải. Dạ thôi. Nè, cái nọ này anh bán Khải như là 1 kim đúng rồi, 1 kim. Đó, tính ra gần 8,5 kim thôi. Đó. Mà 4 món này là nón, đai lưng, ngọc bội với bao tay là 7,5 kim. Với lại cái nọ này bán rẻ Khải 1 kim nữa là 8,5 kim tất cả anh em. Đó. Rồi 8,5 kim. Nói chung là sau khi mua cái set đồ này thì Khải sẽ mặc full hiệu ứng, thì nói chung là được lên một chón 70 và làm chậm sẽ được 80. Khải đang định mang làm chậm 120 nhưng mà Khải nghĩ thì cũng không còn thiết nè. Khải đầy cái bao tay Khải lấy lần đam luôn. Đó. Chứ Khải định mang bao tay làm chậm 40 cơ. Đó, ok. Rồi ok anh em xem thì đừng quên ủng hộ Khải một like chia sẻ nha anh em ơi. Lần này Khải sẽ lên đảo và Khải sẽ có sự khác biệt trong những trận tổng kim tiếp đến. Cố gắng là mong là như vậy. Tại vì như cái nỏ này anh em, Khải có test rồi. Khải mang cái nỏ này sát thương 45 thì nó hơn cái nỏ cũ Khải là 12 điểm. Đó, nó hơn ngày nó cũ có 12 điểm. Nhưng mà vào trong tống kim thì không cần tóc anh em. Vào tống kim thì cái điều này ai cũng biết rồi. Nhưng mà lúc trước thì chưa tìm được cái nỏ nó ưng ý cả. Đó. Thì cái nỏ này nó hơn 13 điểm thì Khải có test rồi. Mang cái nỏ này vào thì nó hơn 270 lực tây anh em. 270 lực tây. Và tiếp đến thì Khải sẽ mang cái đai lưng thông pháp 14 với lại bao tay thông pháp 16 nữa thì chắc chắn Khải sẽ được 30 điểm thông pháp nữa. Thì lực tay của Khải chắc chắn sẽ lên khá là cao. Nên là Khải CD nghĩ lại vẫn thích anh em à. Nên là lần này Khải sẽ bỏ phần thủ lý đi. Khải quyết định bỏ nón phần thủ lý và đai phần thủ lý đi. Những cái món này thì sau này Khải cần thiết đến việc nào hoặc là bận những trang bị như thế nào thì Khải sẽ tính tiếp sau anh em à. Ok. Thì bây giờ thì không có gì nữa anh em. Xem thì đừng quên ủng hộ cho Khải một like, chia sẻ đỡ cái lần thay đổi này thử đánh tống kiếm có tốt hơn hay không nha anh em ơi. Tại vì bữa giờ đồ Khải cũng cùi quá, không sức lực chán quá anh em ơi. Chung là mana cái 6.9 này nhìn tù vãn rồi. Ok, bye bye mọi người nhá. Đừng quên cho một like chia sẻ nha anh em. Đây là Khải bỏ rương. Rồi, nói chung là sau khi mua cái set này thì tốn tiền lên đảo này mà. Tốn 6 cục tinh hồng. Thì bây giờ đỡ nghiên cứu mua tinh hồng lên đảo luôn. Thì cái gì video lên đảo Khải sẽ up sau cho anh em xem nha. Đó, nói chung là mua vào thì nhìn sinh lực đẹp là thấy ưng rồi nè. Sinh lực cao thì thấy đẹp rồi. Mang vào thì có sinh lực thì thấy quá ngon rồi. Làm đường môn phải hơn 750-800 nội lực đánh mới sướng nữa.
đây tầm này Khải đánh cảm giác chán, đánh xây vài cái hết bên này. Đó, sau khi mà Khải mua cái nón kim đó thì Khải sẽ kết hợp với cái nhẫn này nè. Khải sẽ kết hợp với cái nhẫn chón 40 và sinh khí 13. Đó, Khải sẽ kết hợp với cái nhẫn này cực kỳ ưng ý luôn nè. Lấy dòng chón thôi, rồi kháng họ không cần, tại vì Khải còn có một quả nhẫn kháng họ, nhưng mà kháng họ cái 5 thôi. Mà 5 kháng họ mà đỡ đi bù với lượng 13 sinh khí thì Khải thấy lấy 13 sinh khí sẽ hiệu quả hơn. Đó, rồi cái dây của Khải chắc chắn sẽ kết được cái dòng chón 30, thì hiệu ứng Khải sẽ được chón 70 và làm chậm 80. Đó, và lực đam sẽ tăng lên cực kỳ cao, và mana sinh lực và nội lực sẽ lên rất là cao, nên là Khải nghĩ lần này có sự thay đổi sẽ Khải nghĩ sẽ có hiệu quả. Rồi, ok, anh em đang xem thì đừng quên ủng hộ Khải một like để lần thay đổi này cố gắng lên top tống kim như này mày. Bye bye anh em. 1:35 rồi, thấy ảnh inbox một mớ đồ nữa là mình cũng ưng anh em, ngồi dậy lên liền anh em, thức lên liền anh em, thức dậy đi giao dịch, BM nói chuyện là giao dịch liền anh em. Ok, phải tìm. À, Khải đang mua thêm tinh hồng. Anh có thêm 2 viên tinh hồng được, Khải mua luôn. Ôi, what the hell. Ok anh. Thôi được, mai mai tin tiếp. Ngủ đi anh. Ngủ đi anh ơi. Còn clip em sẽ up sau. Lửa lên quá. Nói chung là định lấy vài cục tinh hồng được, Khải ra thôi, bán tinh hồng không. Thôi rồi mai luôn đi nè mày. Bây giờ thì đi ngủ thôi, 1:00 mấy thôi. Thấy rồi bán ưng quá lên xúc liền luôn. Tại vì những món đồ nhìn đẹp quá nè mày. Trong những món đồ này là như cái nón này là của OLED này. Cái bòi của OLED này. Bà tay này của ảnh này. Hoặc đai lưng này của ảnh này. Đó, anh dân thường nè. Dân thường đó. Khải có buôn bán ít đồ cho ảnh đó. Họ có được còn sáng bót đó. Đó, rồi mana 100 nè. Này được 150, 150 với cái này được 300 mana, 300 nỗ lực, quá đẹp. Thay vào thì nỗ lực sẽ lên cực kỳ ngon luôn. Bao tay này sẽ bỏ ra, mang bao tay thân pháp vào. Cái bọn này sẽ bỏ ra và Khải sẽ bán lại cái bọn làm 140 này cho ai đó cần thì Khải sẽ bán lại. Đó. Và cái đai lưng này thì với cái nón thì sẽ cất rồi sau này có dùng đến vấn đề gì thì dùng. Ok. Bye bye mọi người. Bây giờ là bye bye thiệt nè anh em ơi, đi ngủ đây.